Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là iPhone 11. Và nếu như các bạn không biết thì mức giá của nó ở thời điểm này, với góc nhìn của mình thì nó vẫn trên mức 16 triệu là hơi cao cho hàng chính hãng Venezuela. Và có một thông tin gần đây anh em cũng chia sẻ rất là nhiều, bàn tán rất là nhiều. Đây là iPhone 12 mini. Hiện tại giá cũng đã giảm rất là nhiều và nó cũng chỉ tương đương với cả con iPhone 11 này mà thôi. Mình đã từng có một cái video so sánh giữa iPhone 12 mini và iPhone 11 thì các bạn nên lựa chọn sản phẩm nào. Và với góc nhìn của mình trong cái video đó, mình sẽ lựa chọn iPhone 11. Và cái thời điểm đấy nhá, là mức giá của iPhone 12 mini thậm chí nó còn cao hơn cả iPhone 11 cơ. Bây giờ mức giá của nó ngang bằng nhau. Thì mình vẫn một lần nữa phải khẳng định lại, mình sẽ chọn iPhone 11. Và bởi vì sao? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói lại một cách kỹ càng hơn. Đặc biệt là bây giờ phải đánh giá đấy, ở trong cái tầm giá khoảng 16 triệu hơn như thế cho iPhone 11 này, thì ngoài iPhone 12 mini ra, liệu các bạn còn có nên so sánh với những sản phẩm khác hay là không? Bắt đầu nhá, let's go! Thì cái điều đầu tiên để mình lựa chọn con iPhone 11 này so sánh với 12 mini ấy, là đến từ thời lượng pin. Pin của con này ngon, nếu không muốn nói là cực kỳ ngon luôn. Trước đây nó sẽ chỉ thua một chút so sánh với iPhone 11 Pro Max. Và nếu nói cho đúng ra thì thời lượng sử dụng thực tế của con này bây giờ nó cũng không hề thua kém nhiều so sánh với iPhone 12 Pro Max cả. Pin thì dung lượng chưa bao giờ là quá cao cả. Nhưng các bạn phải hiểu màn hình của nó chỉ có độ phân giải là HD+. Thế nên là nó cực kỳ ăn ít pin. Bên cạnh đó nó lại là Apple A13 7 nanomet, tiết kiệm pin các kiểu đà điều nữa, dùng nó cực kỳ sướng. Thế nên nói chung pin sẽ là cái yếu tố đầu tiên để mình lựa chọn cái điện thoại này so sánh với iPhone 12 mini. Điều thứ hai đó là cái kích thước màn hình. Thực tế mà nói thì iPhone 12 mini màn hình đẹp hơn hẳn so sánh với iPhone 11. Nhưng bởi vì kích thước màn hình nó nhỏ quá các bạn. Nó có bao nhiêu? 5,4 inch nên nói cho đúng ra thậm chí còn bé hơn cả con iPhone 8 trước đây. Như thế thì nó lại hơi bị khó chịu một tí về cái mặt hiển thị. Đặc biệt là nếu như bạn nào mà cần một cái điện thoại để mà giải trí, để mà chơi game chẳng hạn. Bây giờ một cái máy bé quá, hai ngón tay to như hai cái xúc xích thì nó che hết cả cái màn hình rồi. Làm sao mà chơi bốn ngón bắn PUBG được đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ cần phải có một cái màn hình kích thước lớn hơn. Mình đang nói về vấn đề kích thước thôi. Còn chất lượng hiển thị thì mình có thể khẳng định là iPhone 11 thua đứt đuôi so sánh với iPhone 12 mini. IPS thì làm gì có cửa so sánh với cả OLED đúng không? Thế nên kích thước nó là cái thứ ảnh hưởng đến cái quyết định mà mình tin là nhiều người sẽ lựa chọn. Còn về chất lượng, chúng ta vẫn khẳng định là iPhone 12 mini tốt hơn. Kích thước màn hình sẽ là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, camera và hiệu năng của con này không hề thua kém một chút xíu nào. Và quan trọng, nó vẫn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài nữa. iPhone 11 thì mới ra mắt hơn một năm. Và theo như vòng đời của những sản phẩm Apple thì các bạn có thể tự tin sử dụng ngon nó ít nhất trong tầm khoảng 3 năm tới, thậm chí là 4 năm. Và đương nhiên với một thời gian rất dài như thế thì mình nói thật với các bạn, có khi chưa hết vòng đời của cái điện thoại này thì mình tin là rất nhiều người cũng đã đổi sang một cái điện thoại mới rồi. Kiểu dùng 5 chán đổi máy khác, 2 năm chán đổi máy khác. Chưa hết vòng đời nên việc gì phải suy nghĩ đúng không? Vấn đề ở đây đấy là cái camera. Thì iPhone 12, iPhone 12 mini cũng chỉ có camera góc thông thường và camera góc siêu rộng. Tương tự như con iPhone 11 này mà thôi. Nó hơn một chút ở cái vấn đề gọi là khẩu độ. Nhưng mà điện thoại mà khẩu độ F1.6 với F1.8 nó không chênh lệch nhau nhiều. Có chăng là những cái thuật toán xử lý nó mới là cái ảnh hưởng nhiều hơn. Thì con này nó cũng có camera chụp đêm luôn. Đó. Thì thậm chí iPhone 11 cũng vẫn có camera chụp đêm luôn. Thế thì nó cũng đâu có thua kém chút xíu nào so sánh với iPhone 12 mini đâu. Trải nghiệm về chụp hình, quay video của con này vẫn quá ngon. Camera selfie cũng cực kỳ ấn tượng. Hay, đây này. Cái vụ mà quay vlog các thứ bằng camera selfie như này này, Apple iPhone luôn luôn làm nó quá ngon luôn. Từ chi tiết này, đây là 4K 30 frame hẳn hoi, xong lại còn âm thanh thu lại này. Trời ơi, quá ấn tượng luôn đúng không? Nhiều bạn sẽ chọn iPhone để mà quay vlog. Thì những cái như kiểu iPhone 11 như này, nó mới đáp ứng đủ. Bởi vì pin nó trâu. Chứ nói thật, ví dụ như dùng iPhone 12 mini, quay thì cũng ok thật đấy. Cầm máy gọn trong tay cũng dễ chịu thật đấy. Nhưng mà quay được con tí hết pin, chịu được không? Không đúng không? Thế lưu ý nha. Hay những cái khoản ví dụ như là âm thanh này, hay những cái khoản ví dụ option cộng thêm như là kháng nước này, sạc không dây này, đầy đủ hết. Mấy cái điện thoại này nó không thiếu bất cứ một cái gì cả. Thậm chí Face ID thì nó cũng tương tự như nhau về cái mặt trải nghiệm. Nên nói nôm na thì dễ hiểu. Ngoại trừ cái việc iPhone 12 mini ấy, nó dùng chip A14 mạnh hơn nhưng mà không thể làm gì cả, và nó đẹp hơn ra, thì tất cả những thứ trải nghiệm tổng thể mình vẫn đánh giá là con iPhone 11 này xứng đáng để mà mua hơn. Đương nhiên nếu như các bạn có tiền thêm đâu đó tầm khoảng 5 triệu nữa chọn iPhone 12 thì nó hết bài.
lúc này thì màn hình lớn hơn, rồi những trải nghiệm khác ấn tượng hơn. Rồi, nói chung khi so sánh với iPhone 12 mini thì mình sẽ chọn iPhone 11. Còn nếu như xét ở trong cái mức giá của nó vào khoảng tầm 16 triệu như thế này thì có thể mình sẽ lựa chọn một vài những sản phẩm chạy Android đấy các bạn. Mình có thể lấy ví dụ như là chiếc gì nhỉ? Samsung Galaxy S21 Plus đợt vừa rồi, hot sale giảm giá 17,2 triệu, tức là chênh lệch so với con này có 1 triệu bạc. Mà trong khi đó mình có màn hình cực kỳ ấn tượng, mình có camera rất bá đạo, rồi mình có thiết kế đẹp hơn, rồi mình có cái trải nghiệm màn hình đã hơn, thời lượng pin cũng rất tốt. Các bạn tự suy nghĩ, đánh giá. Hay, có nhiều nơi cũng bán con Xiaomi Mi 11. Khi mà trừ hết những cái ưu đãi, quà tặng đi thì mức giá chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 17 triệu cho đến 17 triệu rưỡi, thậm chí khoảng cứ cho là 18 triệu đi. Thì mình vẫn đánh giá là 2 triệu chênh lệch giữa con iPhone 11 này với cả con Mi 11 kia là nó xứng đáng. Bởi vì từ màn hình, từ camera, từ hiệu năng trải nghiệm sử dụng cho đến thời lượng pin này, rồi thời gian sạc này, cái gì Mi 11 cũng đều thực sự rất là ngon. Vậy bạn nghĩ sao? Góc nhìn của mình thì iPhone 11 nó là một trong những thiết bị có thể nói là tượng đài quá rồi. Đây là sản phẩm trước đây là bán chạy nhất trên toàn cầu, bên cạnh rất nhiều sản phẩm trước đây của Apple như iPhone 10R. Bây giờ để nói cho đúng ra thì cái mức giá chính hãng của nó thị trường Việt Nam không còn quá ngon nữa, không còn quá thơm nữa. Và thậm chí nếu như so sánh với nhiều đối thủ của nó thì không còn thuộc dạng là ngon số 1 nữa. Nhưng đấy là dựa trên những cái người ta gọi là thông số lý thuyết mà thôi. Còn những cái trải nghiệm thì Apple luôn luôn có những cái chuẩn, Apple có những thứ để khiến cho người dùng yên tâm. Ví dụ như là lâu dài về sau, ví dụ như sự ổn định, ví dụ như là độ mượt mà nó mang lại, hay ví dụ như những cái nhỏ nhỏ thôi, như là cái camera, rồi micro thu âm, rồi quay video, hay thậm chí những cái còn nhỏ hơn xíu nữa, ví dụ như các bạn up hình lên Facebook chẳng hạn, hay là các bạn up story các thứ chẳng hạn, thì nó cũng đều nét hơn, nó cũng đều đã hơn. Vậy, bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ như thế nào về iPhone 11? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá tại Xiaomi.net để có mức giá tốt nhất cho chiếc điện thoại này nhé. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tìm theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.